Câu chuyện của tập đoàn chuyên sản xuất và kinh doanh đồ gỗ nội thất của Thụy Điển IKEA được Michael Porter đưa ra như một ví dụ thành công về việc tạo sự khác biệt. Chiếc ghế này là một sản phẩm độc đáo của IKEA. Nó có thể thay đổi kích thước, kiểu dáng một cách đáng kinh ngạc. Người ta có thể biến hóa nó để phù hợp với bất cứ địa hình nào. Những sản phẩm như thế này không nhất thiết phải là tốt nhất thế giới, nhưng lại độc đáo và tạo sự đa dạng mà những khách hàng mục tiêu của IKEA là những người trẻ tuổi có học thức, rất ưa chuộng. Khách hàng IKEA thích những đồ đạc tiết kiệm không gian, có thể nâng cấp được nhưng lại phải có mức giá thấp. Để hạ giá thành tới mức thấp nhất, đối với nhiều sản phẩm, IKEA không cung cấp dịch vụ chuyển hàng về tận nơi, mà làm ra sản phẩm dễ thao lắp để người mua hàng tự dùng xe của mình trở về và tự lắp ráp. Dĩ nhiên là họ lắp ráp theo chỉ dẫn rất chi tiết trong catalog, thậm chí có cả những đĩa video hướng dẫn lắp ráp và sử dụng. Những hoạt động khác tạo nên sự độc đáo là IKEA bố trí các kho hàng lớn với một lượng hàng tồn lớn để khách tự chọn, giờ phục vụ kéo dài, các điểm bán hàng ở ngoại ô, có chỗ đậu xe, có chỗ gửi trẻ em trong cửa hàng. Vậy là điểm đầu tiên của một chiến lược tốt đã được thực hiện, đó là tạo nên sự khác biệt. Tiếp theo đó là ở mỗi thời kỳ phải nghiên cứu sở thích của đối tượng khách hàng mục tiêu, các khách hàng tuổi teen. Nếu thấy thị trường giảm sút thì phải tìm hiểu sự thay đổi trong thị hiếu của khách hàng để điều chỉnh, chứ không chuyển sang chế tạo sản phẩm khác. Một hệ thống đồng nhất được xây dựng từ sản xuất đến phân phối, dịch vụ hậu mãi và bền bỉ duy trì tính liên tục của chiến lược cạnh tranh. Michael Porter cho rằng việc sao chép sản phẩm của các công ty thành đạt sẽ đánh mất đi sự độc đáo của công ty. Làm thế nào để xây dựng một chiến lược tốt? Tôi tin rằng định vị một chiến lược liên quan đến 5 nguyên tắc cơ bản. Nguyên tắc thứ nhất, chiến lược nào cũng đòi hỏi bạn, với tư cách là một tổ chức, phải đưa ra được một nhóm giá trị tiêu biểu khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh. Nhóm giá trị tiêu biểu này là câu trả lời của 3 câu hỏi. Đó là nhóm khách hàng nào bạn đang muốn phục vụ? Những nhu cầu nào của những khách hàng này bạn muốn đáp ứng? Và cái mức giá mà bạn đưa ra? Nếu bạn muốn phục vụ những khách hàng giống như khách hàng của đối thủ cạnh tranh, đáp ứng những nhu cầu mà đối thủ đang đáp ứng và đưa ra cái mức giá giống như họ, thì bạn không có chiến lược gì cả. Nguyên tắc thứ hai, chiến lược liên quan đến các cách thức triển khai thực hiện kinh doanh khác nhau. Bạn không thể làm marketing theo cùng một cách, sản xuất theo cùng một cách và giao hàng theo cùng một cách. Đó không phải là chiến lược. Chiến lược phải là một chuỗi giá trị khác biệt được điều chỉnh theo khách hàng. Nguyên tắc thứ ba, chiến lược liên quan đến lựa chọn của bạn. Hãy lựa chọn những điều bạn không làm. Nếu như bạn đã làm rất tốt công việc này rồi, thì bạn phải nói rằng, tôi sẽ không làm công việc khác. Nếu như không xác định và lựa chọn được điều không làm, thì chiến lược của bạn sẽ không thành công.
Nguyên tắc thứ tư là chiến lược liên quan đến một chuỗi giá trị được kết hợp và củng cố lẫn nhau. Bạn phải gắn chặt sản phẩm của mình với công tác marketing, với sản xuất, với dịch vụ. Và tất cả phải thường xuyên hỗ trợ cho nhau. Không được đặt các phần này riêng biệt. Chúng phải trở thành một hệ thống có hoạt động cốt lõi. Cái làm này sẽ giúp chiến lược của bạn trở nên mạnh mẽ và hiệu quả. Và nguyên tắc cuối cùng, đó là chiến lược phải có tính liên tục. Liên tục có nghĩa là bạn phải luôn theo sát chiến lược. Bạn phải thực hiện chiến lược một cách nhất quán theo thời gian. Tôi nhận thấy một chiến lược cần thực hiện ít nhất là trong 3 năm, nếu muốn nó có ý nghĩa. Đó là thời gian để mọi người thành thạo, để phát triển công nghệ, để khách hàng hiểu bạn là ai, bạn làm gì. Bạn phải bám sát chiến lược qua các năm, như thế bạn mới có được một chiến lược thực sự. Cái đầu tiên mà ấn tượng nhất, mà ngay cả bản thân tôi suy nghĩ, và tôi nghĩ các doanh nghiệp suy nghĩ là chúng ta nhầm lẫn giữa cái chiến lược với những cái khát vọng, những ý muốn, những mục tiêu. Mà cái nhầm lẫn này đó, nó đưa đến cái tai hại là ta. Và đối với người nghiên cứu chính sách đã từng tham gia xây dựng số chiến lược, thì tôi thấy rằng phải suy nghĩ lại và cái cách chúng ta hiểu thế nào là chiến lược, nhất là trong cái quá trình mà toàn cầu hóa. Một cái vài điểm tương đối căn bản mà ông cũng nhắc nhưng mà nó cũng thú vị. Thí dụ đối với cái doanh nghiệp thì cái profitability, nghĩa là cái lãi nó đi hàng đầu, rồi sau đó là cái sự gia tăng, cái growth là cái sự bành trướng. Thì cái này nó giống như là một cái cơ bản thôi, nhưng mà cũng là một cái nhắc nhở rất là tốt. Cá nhân tôi thì cũng đã đọc sách của ông Viết. Tuy nhiên khi đến đây nghe trực tiếp thì quả thực là nó dễ hiểu hơn, rõ hơn. Và có lẽ mình cũng nhận thức qua đây nó đầy đủ hơn. Và cái mà tôi ấn tượng nhất có lẽ là xác định, trình bày ông nói rất là rõ và cũng rất là dễ hiểu và cũng rất là đơn giản cái khái niệm gọi là chiến lược. Nói đến chiến lược á, người ta thường nghĩ đến vấn đề rất là lớn, rất phức tạp, và giáo sư đã đơn giản hóa vấn đề đó thành những điều rất đơn giản, rất cơ bản mà tôi nghĩ bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng hiểu được. Một cái điều mà mình cũng rất là tâm đắc, có nghĩa là làm sao cho các doanh nghiệp Việt Nam họ khi họ muốn một vào một cái gọi là đầu tư vào một cái lĩnh vực nào đó thì họ phải đánh giá được là cái thế mạnh của cái ngành đó như thế nào, và họ phải xác định được, giống như anh Vinh có nói là mình xác định được cái lợi thế cạnh tranh, mình mạnh ở điểm nào, mình độc đáo ở chỗ nào, mình có thể tạo được cái sự khác biệt đối với lại cái đối thủ cạnh tranh của mình, để mà mình có thể tạo ra được lợi nhuận cao hơn cả cái mức trung bình lợi nhuận của cái ngành, thì mình tạo được cái sự thành công cho cái kinh doanh của mình. Và chắc hẳn là bất cứ một cá nhân nào cũng mong quan tâm đến chuyện là đời mình sẽ đi đâu về đâu, và cũng quan tâm đến cái chuyện là doanh nghiệp mình, tổ chức mình sẽ đi đâu về đâu, và thậm chí là quốc gia mình sẽ đi đâu về đâu. Và khi quan tâm đến điều đó thì có nghĩa là mỗi người sẽ mong muốn được tìm ra cho một con đường khôn ngoan nhất để đạt được những mục tiêu mà mình mong đợi. Và cái con đường khôn ngoan nhất đó người ta gọi là chiến lược. Và cái học hỏi về chiến lược chính là cái cách thức để tìm ra cái con đường khôn ngoan nhất đó. Việc chia sẻ với một bộ óc chiến lược bậc thầy của thế giới, cùng với thế giới ngay trên đất nước của chúng ta, thì có thể góp phần vào cái việc mà giúp cho chúng ta tìm ra cái con đường, tự biết cách tìm ra cái con đường đi khôn ngoan nhất của mình trên cái con đường dài phía trước. Michael Porter đến Việt Nam vào thời điểm cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đang tác động mạnh mẽ đối với các nền kinh tế thế giới, thậm chí cả Hoa Kỳ. Cạnh tranh bây giờ là chuyện không đơn giản. Theo ông, một nhà nước cũng như một công ty cần tìm ra thế mạnh độc đáo của mình, tìm ra điều khác biệt của mình so với những đối thủ cạnh tranh.
Singapore không có tài nguyên, không có diện tích lớn, người lại ít, nhưng họ đã biết tận dụng vị trí trung tâm của mình để trở thành trạm trung chuyển toàn cầu. Còn Việt Nam, với ngành may mặc, da giày, đồ gỗ xuất khẩu nhiều như thế, tại sao Việt Nam không đặt mục tiêu trở thành trung tâm thiết kế của thế giới? Với một bờ biển kéo dài, tại sao Việt Nam không thể trở thành nơi trung chuyển hàng hóa đường biển và dịch vụ hậu cần hàng hải cho khu vực? Các lợi thế của Việt Nam 10 năm trước như nhân công rẻ, theo ông, bây giờ đã không còn là lợi thế tuyệt đối. Để tăng trưởng bền vững, Việt Nam cần phải có nguồn nhân lực chất lượng cao và thu hút được những dự án công nghệ cao.